Chào mừng chị các bạn đến với kênh của Hiền Trần TC. Đây là box sạc dự phòng em mua trên Shopee hôm mùng 5 tháng 5. Nó là cái này. Đây, mùng 5 năm. Box sạc dự phòng cao cấp GNC S20 240W. 240W thôi. 240W nhỏ gọn mà với cái giá đây mua hôm mùng 5 tháng 5 đây. Cái giá bao nhiêu? 1.471.000 là cả tiền ship về đây. Thì cái box sạc nhỏ gọn như thế này mà giá thành quá cao như vậy thì nó có những cái tính năng gì thì đến hôm nay em mới review cho các bác được. Tại vì thế này, mua thì hôm mùng 5 năm rồi em cũng nhiều đồ quá, thứ hai là đi làm nên là thứ hai là em có cái thời gian trải nghiệm cái cục sạc này, thì hôm nay em mới quay video chia sẻ cho các bác được cái tính năng của cái cục sạc này và với cái giá như này có đáng mua hay không. Thì đây trên bàn này em đang có những cái đồ để test đây, thì mua một cục sạc này xong thì lại phải gì, mua thêm bộ test, mua cục sạc, mua thêm dây này sạc đó, mà em vẫn chưa mua được cái dây 140W. Cái dây này mới có 100W thôi đấy, nên là để test được cho cái cục sạc này thì hôm nay video cũng đầy đủ, gần như là đầy đủ các đồ test cho các bác xem thì cái cục sạc này với cái giá vậy có đáng mua không. Mà với giá là 1.471.000 là em đã được xanh sale, cái giá app voucher giảm xuống nhé, chứ còn nếu giá gốc của nó đang là 1.055.000, 1.050.000 ạ, với lại tiền ship chứ nó rơi phải cỡ khoảng 1.600.000. Còn cái box này ở trên kênh ở cả bên trang nước ngoài Alibaba hay gì đó bán thì nó rơi có khoảng 1.300.000, 1.300.000 là ship về Việt Nam. Có bác kia bác mua, bác bữa có hỏi em thì có khoảng 1.300.000 là về Việt Nam, mà Việt Nam thì bán để em mua này thì 1.470.000 thì là được voucher, cái thứ thì cũng khá ok. Thế thì hôm nay em đã, mà đấy là chưa có pin nhé, em về em phải ráp pin rồi, thì nó dùng 5 cell pin 21700, nó là cái cell pin này. Hôm bữa thì em ráp cái pin này rồi, cái pin Samsung 50E này là dung lượng 5000, nhưng mà vì cái pin này cái dòng xả nó không được cao nên là em chơi hẳn pin Sony VTC6 à, đúng rồi, Sony VTC6A đó, nên là dùng cái này cho nó gọi là để test đồ thôi. Cái cục sạc này chủ yếu là để em test đồ đấy, em mua cục sạc cái thứ là cái này là vừa là để đi làm vừa là để test đồ đó, có những cái đồ để test thì em đã trải nghiệm đến hôm nay thì là sử dụng, đúng có nghĩa là test hết các chức năng trong cục sạc rồi. Thì cục sạc có những cái gì, thì thứ nhất là nó có một cổng A này đấy, cổng A này thì nó sẽ ra được là 5V, từ 5 cho đến 12V, đó là tùy theo cục sạc này, tùy theo máy nhận. Rồi thằng cổng C2 này là ra 140W nha, độc lập nha. Và cổng C1 này là in đấy, là vừa in vào là 100W và út ra cũng là 100W, 100W nha các bác. Tức là độc lập hoàn toàn, tức là thằng này 100, thằng này 100, tức là 140, tức là 240W là nó tính, người ta cái tên nó tính cho là 240W là cho hai cái cổng này thôi. Còn cộng thêm cái cổng này nó rơi vào cỡ 22W nữa là đã là bao nhiêu? Đã là 200 mấy rồi. Phải cộng thêm cái cổng này nữa này. Cổng này vừa vào vừa ra, tức là vào 10A, sạc vào 10A và ra 10A. Đó thì tương đương cổng, cái cục sạc này nó mắc công suất ở trên, các bạn cứ vào trang Shopee, em có để đường link dưới cho các bác xem trong video này, là full cái cục sạc này thì nó là trên 300W, các bạn, tức là xả hết rồi là full trên 300W. Thế thì bây giờ em sẽ test cho các bác xem, rồi một lát sau em sẽ tháo ra cho các bác xem. Thứ nhất là đánh giá về chất lượng bên ngoài nha, cầm cục sạc này khá chắc chắn nha, đấy, độ hoàn thiện khá cao. Chung là em thì cũng là dân làm sạc dự phòng, đây là sạc dự phòng, đây là cục sạc 22W. Em bán nhiều, còn những cái box sạc kiểu này thì các bác cũng thấy nhiều trên mạng bán này. Cái box này em thấy đánh giá không đáng mua. Rồi hiện tại em đã tháo pin rồi, bỏ pin đây, để đấy, không đáng mua nên là cái này thì em mua về em làm, bán rất nhiều, nhiều bác cũng đã mua cục sạc này của em thì dùng thấy ok, chung là nhỏ gọn và đủ công năng, đầy đủ dây rợ này. Thì đến cái cục sạc này thì em lại quay tiếp về vấn đề này, thì về nhìn về tổng thể bên ngoài này các bạn này, nó được làm bằng nhôm nhé, hai cái mảnh nhôm nó ghép với nhau này, bắt ốc với nhau này đó, và chữ này in GNC S20 đấy, PV vào nó tới 28V PV này, tức là công nghệ là PV 3.0 ấy. Thì trên cái bóc này người ta in là có 3.000W thôi, tức là pin mà theo cục sạc này mà bán cả cục sạc người ta đang bán 1.800.000, là pin thì nó sử dụng cái pin là pin 3.000, thì em đang sử dụng pin VTC6 này là dung lượng là 4.000,
thì em sẽ đã in đổi lại cái thông số nó là 72 watt giờ của nó là có 55 watt giờ thôi, thì dung lượng nó là 20.000 mAh, tức là em sẽ tính là bộ 5 cục nhân lại với nhau. Thì bây giờ em để cho có xem hết hệ bên ngoài như này. Rồi, nhỏ gọn khá nặng nha, cái này quên nó phải chứa khoảng 5 lạng đó, gần 4 3, như là em chưa có mấy cân đây, cái cân nhỏ này nhưng mà khoảng 4 lạng mấy. Thì có cái tính 4 5 cái xeo pin 21700 này, nó cộng thêm cái vỏ nhôm này nữa này. Nhôm này là nhôm anode nhé, cảm giác cầm sướng tay lắm nhé. Nó không phải là nhôm tĩnh điện, là nhôm anode cầm chắc chắn là một này đó. Thì bây giờ em sẽ cùng cho các bác xem các tính năng, tức là từng từng cổng một. Đây là cái cổng để sạc vào và cũng để lấy điện ra. Thì cái này là em sẽ sử dụng cái sạc thường, em sạc vô cho nó, lúc trước em chưa mua cục này, sạc cho nó sử dụng cái cục sạc là 5S ấy. Thì đây quên em lấy cục sạc đây. Tức là cái cổng này nó cho phép là sạc vô và xả ra là 10A. Thì bây giờ em lấy cục sạc này, cắm vô này. Thứ nhất em test cái tính năng sạc vô cho nó đã này. Sạc vô này là nó sạc vô, cái này nó giống như kiểu sạc vô cục máy khoan, cục sạc máy, cái này cũng là cục 5S này. Đó, này sạc vô này. Đó, hiện tại cục này đầy luôn này. Quên, đầy luôn này. Không không không, không báo đèn nữa. Đầy luôn này. Và thằng này sạc này, cắm thằng này. Đèn đỏ lên này. Rồi. Thì thằng này có cái màn hình, thì trên điện lưới này đang sử dụng đang báo là bao nhiêu? 54W. Có thêm 54W. Rồi. Rồi trên cục sạc này, thì khi dùng cục sạc này thì bắt buộc các bác phải bấm cái nút này để khởi động cái màn hình lên. GNC. Thì nó sẽ sạc, nó báo sạc. Đây nó báo là 45W. Đó, này, 45W. Mà thằng này 54W, tức là từ điện lưới 54W chuyển về thằng này 45W, mất mấy watt cho cục sạc này chuyển đổi và quạt kiếp nó quay. Đó là còn lại đang sạc vô là 45W các bác thấy. Đó, trên màn hình này nó báo hết các thông số. Là những thông số gì? Em sẽ cùng quay cho các bác xem màn hình đó nha. Giờ báo pin này. Em rút ra cho đây, mà phải cắm rồi nó bị tí không tí nó tắt màn hình. Báo pin này, này đang báo 41% này. Đấy, cái số 7 này. Tức là từ hôm bữa nay em đã sạc vô sạc ra hết 7 lần rồi. Nó tính chu kỳ luôn, tức là khi mà các bác ráp một cục pin này vào. Cục pin này vào thì đến hôm nay là em đã sạc vô là được 7 lần rồi. Cái từ em sử dụng đến hôm nay, 7 lần nó tính chu kỳ là sạc đầy ấy, tính chu kỳ. Thì là chu kỳ đến hôm nay là được 7 lần này. Nhiệt độ của pin, đấy bên trong lát em sẽ tháo ra. Nhiệt độ của pin hiện tại bây giờ là 32 độ C. Nhiệt độ CPU cũng là 23 độ C. Nó có hai cảm biến nhiệt độ. Và cái cổng C1 này hiện tại không ra điện. C2 không ra điện. CA này, A là cổng này thì đang ra là 5V. 5V không A không watt gì hết nhỉ. Và đặc biệt nó có thêm cái này này. Đấy, đang báo này, watt này. Vôn của cái năm của pin nó đang là 18,65V. Dòng sạc là 2.4A. Các thằng 2.4A. Tức là cục sạc này nó báo là 3A. Thì em đã test ở trên cái cục này, cái cục test xả này là nó ra chỉ có 2.4A, tức là nó đang sạc hết công suất của cục sạc này là được 2.4A thôi. Đó. Rồi, cái màn hình này thì các bác nhìn qua máy quay thì hơi khó nhưng mà nhìn thực tế nhìn cũng dễ nhìn lắm, nó không không đấy nhá. Nó không có mờ nhá. Đây, nhìn các hướng được nha. Rồi cái gì nữa? Rồi cái hiển thị thời gian này, tức là thời gian này là thời gian sạc. Tức là khoảng sau 1 tiếng 40 phút nữa sẽ đầy. Với cái công suất này là cứ sạc cái này là 1 tiếng 40 phút nữa sẽ đầy. Và hiện tại nó đang nó còn báo thêm một cái nữa là mà rất là hay nữa là cái gì? Báo được cái dung lượng. Đây này. Cái này nó cái qua máy này nó nhìn nó hơi khó nhìn. Báo được cái dung lượng của cái cục pin này. Tức là bây giờ em đang cục pin này, em ráp là cục pin 4A, các bác không? 4A. Thì khi mà sạc vào cái bóc sạc này thì thằng pin Sony các bác biết đấy, người ta làm 4A là cái điều kiện là xả cao, còn như cái ở trong cái bóc này nó là xả thường. Khi mà mình để xả thường thì mình sạc vô ấy, thì nó sẽ đè nó đè đây của em này, hôm bữa nó đè đây là 4, gần gần 4,2A. Đó, 4,19 á. Có lúc đầu tiên là được 4,2A, xong rồi em sử dụng đến hôm nay là 7 lần rồi. Thì hôm nay nó còn lại 4 khoảng 10 15A, gọi là 4A1 ấy. Đó là nó sẽ báo ở cái chỗ này. Cái A này. Nó rất là cái số này nhìn qua máy quay hơi khó nhìn các bạn nhé, máy quay hơi khó nhìn chút đó. Rồi cái watt này, cái watt này thì watt giờ này thì là nó ở cái này, có nghĩa là nó tính
cái công suất của cái cục pin nó lưu trữ là được bao nhiêu. Tức là em đang đề đây là 72 W giờ, thì ở đây nó một lát nữa nó sẽ là 72 W giờ, thì với là 4, ví dụ như là 4,1 nó lên đến 75 W giờ các bác nhé. 75 W giờ các bác có thể chia ra, ví dụ như là mình không tính bằng A thì mình tính bằng W. Cái A ở trên này nó 4A này, nó khác với lại 4A này, thì các bác phải tính bằng W. Như cái cục W thì bây giờ ví dụ như em sẽ tính như cái công thức tính W ấy, thì các bác lấy A nhân với lại dung lượng nhân với lại vôn thì ra cái W giờ đó, thì mình lấy W giờ đó mình chia cho cục pin thì nó cũng ra được bao nhiêu lần cái cục pin này. Nó cũng như vậy, thì nó đây nó báo đầy đủ luôn A, công suất A và W giờ chi tiết không. Và đặc biệt hơn nữa là sẽ báo 5 cái số ở trên cục pin, 5 cái vôn ở trên cục pin. Mặc dù cái pin này nha, em ráp rồi không cân bằng nhau, nhưng mà khi ráp đây nó tự động nó cân bằng cho nhau. Các pin hiện tại đang là 3V 76, 3V 16 đều nhau luôn, ghê chưa. Như hiển thị gần như là hết các chức năng của các cục sạc, gần như là không thiếu một chức năng gì, là để cho anh em kỹ thuật test đồ, test tiết thì nó chi tiết lắm. Đó là hiện tại em đang test sạc vào nha. Bây giờ em sẽ test xả ra này. Đây, sẽ rút ra này, rút ra trước này, rút này để cái này cho nó gọn một bên đấy. Thứ nhất là em test cái dây, thì khi mà em mua thì em trước không có cái dây này, thì em test thì chỉ được 65 W thôi. Thế thì khi phải mua cái dây này, em phải mua cái dây này, sợi dây này em mua thì nó báo là 100 W, thì đúng thật là sợi dây này được 100 W. Thì bây giờ em sẽ test cho các bác xem này. Tháo ra nha. Để cắm đây này. Thứ nhất là test về cái báo trên cái thông số này. Thiết bị test này. Nha. Trên thiết bị test này phải nói test cực kỳ chuẩn luôn. Rồi em sẽ test này, nó có những cái thông số sạc kiểu gì. Thì bây giờ em sẽ cho các bác xem này. Đấy, đó. PV 3.0 105 W. Thấy chưa? Rồi hỗ trợ Oppo 5V 2.4A. Hỗ trợ Samsung này các thứ này. Rồi công nghệ 33 W này. Mắc công suất 3 quyết chác 3.0 là 20,2V, tức là cái sợi dây này chỉ hỗ trợ đến 20V thôi. Đấy, còn nếu mà lên được đến 100, cổng này là cổng 104 W thì nó phải lên đến 28V, mà hiện tại sợi dây này chỉ là 100V thì 100 W thì nó chỉ lên được có 100 W thôi. Đấy nhá, ví dụ như sợi dây này. Đây có thể một cổng 1, cổng 1 này. Lên này, sang cổng 2 này. Sang cổng 1 này, cổng này là vừa vào vừa ra này. Cổng này thì vì kích hoạt nó phát. Đây em sẽ cho các bác xem các chức năng. Một lát sau em sẽ cho các bác những cái ưu điểm và nhược điểm của cái máy này. Đây, nó báo luôn là 100 W này. Nó cũng hỗ trợ đầy đủ các thông số sạc của Samsung các thứ này. Nó lên tới 25 W này. Các thứ này, Huawei này. Đó, lên 11 này. Rồi, mắc 11 chấm mấy này. Thấy chưa? Các công số để cọc này. Rồi, còn như ở sợi dây này, đây nó cái này nó dở cái là nó vậy đó, cái dở cái là thế này, không sử dụng cái gì nó sẽ tắt màn hình cho mình. Và thứ hai nó không tự khởi động giống như là cục sạc này đúng không? Đây bác đang tắt này, bác cắm rồi này. Cắm rồi phát này. Là mình cắm sạc điện thoại nó tự động nó khởi động cái cục sạc này, nhưng thằng này nó không khởi động. Cái nhược điểm vậy. Nhưng mà như ở sợi dây này. Đây là sợi dây này. Hỗ sợi dây này nó lại không báo là 100 W. Đấy, đây sợi dây này. Đấy, đây là cái thế nên em mới nói là test được 140 W hay không thì là còn ở sợi dây nữa cơ. Nhưng sợi dây này em chỉ được hỗ trợ đến bao nhiêu? 65 W thôi. Quá thằng 63 W thôi chứ không được 65. Này, 63 W này. Rồi, thấy chưa? Ok chưa? Đấy. Đấy, đấy là test về dây nhá. Thì cái dây này là 100 W thì đúng hỗ trợ 100 W. Và bây giờ em sẽ test cho các bác xem về cái cục sạc này. Đây là cục sạc 65 W này. 65 W này. Tức là ba cổng này. Thì nếu mà dùng một cổng mới được 65 W, còn nếu mà dùng cả liền lúc ba cổng thì nó chia ra. Thì cục sạc này, đây. Đó, cắm rồi này. Test cục sạc này. Vẫn là sợi dây nhá, chứ không sử dụng cái khác. Báo này. À cục sạc này là 67 W, quên. Sorry các bác. 67 W.
67W thì nó báo này, chính xác là 67W này. Ok chưa? Các tính năng cái thứ này 22W này, nó lên đến 19.9, max là 19.9. Rồi bây giờ em sẽ cắm vào cái này. Cắm vào cái này để sạc nha. Sạc cho nó này. Tức là sạc bằng cổng này cũng được. Cổng này vừa sạc vừa ra, cổng này cũng vừa sạc vừa ra, còn cổng này duy nhất cổng này chỉ ra và ra max công suất là 140W. Thằng này cũng ra, thằng này từ thì em sẽ tiếp tục cắm sạc rồi này. Đó, bắt đầu nó nhận này. Qua theo. Nó nhận này. Đấy, nó nhận dòng sạc nó lên tới bao nhiêu? 19,3 lên đến 66W. Đó, cục sạc là 67W nó lên 66W, chính xác chưa? Khá ok nha. Dòng sạc là 3.4A. Đó này, 3.4AH này. Tức là dòng 3.4A 19,3V 66W. Chu kỳ đang báo sạc được 7 lần. Đó. Thì ở đây trên này nó báo là sao? Nó báo là 72W, tức là 72W điện lưới chuyển về thằng này là còn 66W. Khá ok nha. Đó. Chính xác nha. Thì có chính xác không? Mình sẽ cắm qua thằng này nữa này. Đây, cắm qua thằng này. Cắm qua thằng này. Cắm qua thằng này. Đây, này nó sẽ báo cho các bác xem này. Đấy, nhìn đây cho rõ nhìn hơn này. Rồi đang lên nha. Đang lên đến 22W này. Lên này. À nhiều khi nó còn ở cái dây nữa cơ bác nha. Nhiều khi cái dây này nó không hỗ trợ nữa này thì lại không lên được, không ở cái dây thì chỉ lên được. Cắm lại xem. Ở cái dây này. Dây nó chỉ lên 9V thôi. Ra được có 22W thôi. Phải không? Đây nó qua cái này nó ở cái dây này. Sợi dây này nó lại không hỗ trợ cho cái này, nó chỉ ra được 22W thôi này. Đấy, thế nhìn là khi mà cắm trực tiếp vào đây này. Đây, cắm trực tiếp với thằng này. Cọc này. Nó nhận được 67W. 66W là cục sạc kia 67W là chính xác luôn. Đây, bắt đầu lên này. Bắt đầu lên này. 72W này. Thấy không? Nó duy trì 72W này. Và thằng này duy trì ở 66W này. Ok nha. Rồi, đây là sạc vô sạc ra. Tiếp tục vấn đề là sạc vô nữa này. Cái này nó cho phép là sạc vô tới 10A, tức là tương đương với khoảng 200W. Bây giờ em sẽ sạc vô cho các bác xem. Sạc vô bằng cái dòng lớn này. Dòng cực lớn luôn này. Cái cục sạc nãy được có 2.5 thôi đúng không? Bây giờ sạc vô. À chưa đã, cái này là không cắm đây được. Đây đây đây. Có cái thiết bị nữa. Đây, cắm qua một thiết bị này nữa này. Đây, hiện tại đang báo là em đang lấy trực tiếp từ cái cục pin này, lấy trực tiếp ở cục pin này nhé. Cấp ra đây. Hiện tại đang là 20 cái này nó lỏng dây quá đây. 20V này. Cắm vô đây nha. Này các bác ơi. Nó lên này. Nó lên là 69W này. 69W. Đây. 70W này. Không, bây giờ cái này không, cái này nó không hỗ trợ. Cái rắc đây này, đây đây, cái rắc này. Cái rắc này. Đây, cái rắc này. Đấy. Hình như nó qua, cái này nó qua nhiều cầu quá nó sẽ giảm đi cái hiệu suất. Đây, cắm trực tiếp đây nha. Đấy, các bạn thấy vào 92W này. Thấy chưa? 92W này, hiện tại bây giờ nó đang đến 50%, nó là cứ lúc nào đều đều khoảng 90W này, 88W này. Đấy là qua cái cục này nha. Qua cục này này, nó là 80W này. Rồi, bây giờ sẽ không cho qua cục này nữa. Giảm thiểu cái chất đường tải truyền của nó đi nha. Video này khá dài nên muốn test một trong vòng video này cho các bác xem chi tiết hơn. Đây. Đấy, nó vào đến 166W này. Cái lúc mà hết pin nó lên đến 200W luôn. Tức là 20V 10A là tương đương 200W. Thấy chưa? 100W. Đấy, trực tiếp thấy không? Nó không qua cầu nữa, nó sẽ cái dòng sạc cực kỳ cao luôn. Và ra cũng vậy luôn, nó ra được 10A luôn. Đấy, đây là cái bây giờ em sẽ test tải cho các bác xem nha. Test sạc cho các bác xem này. Thứ nhất á, ở cái cục này sẽ làm được gì? Tức là mình sẽ đi ở công trình á, là em mua thêm một cái này nữa này,
mua thêm cái chân này, là để nó sẽ cắm cái cổng này, nó sẽ ra được là 21V, 20V ở cổng này, cắm nó sẽ ra 20V đây. Đây, khi cắm đầu phát này nó lên 20V này, đây, 20,1V này, thì làm gì em sẽ sạc cho cục pin này được, sạc cho cục pin được. Hiện tại cục pin này đầy, đâm ra là mình không sạc được nữa, nó không báo sạc nữa. Lấy cục pin khác này. Đây, lấy cục pin này đi. Đây. À, cục pin này muốn đầy đây. Đây, hiện tại dòng sạc nó giảm xuống rồi này. Tức là từ cái cục sạc này có thể sạc cho cục pin này được luôn. Đó là cục pin này là pin 18V. Rồi muốn sạc pin 12V thì chuyển qua cái này. Bấm cắm ở đây phát thì nó sẽ ở đây sẽ chuyển là 12V này. Có thể 12V thì em sẽ sạc đây. Đây này. Cắm đây cho các bạn xem. Nó lên 12V này, thấy không? 12V thì nó sẽ sạc cho được cái này. Đây là cái ở trong em sử dụng pin 12V. Cắm đây. Đang sạc cho 12V. Nó lên là 40W. Được chưa? 40W. Dòng sạc đang là 3.5A. 3.5A, 40W. Cái này màn hình chỉ tiếc là hơi nhỏ chút, nhưng mà các bác nhìn thực tế thì rõ rễ nhìn lắm, nhưng mà nhìn qua máy thì hơi khó nhìn. Rồi, bây giờ sạc laptop. Thiết bị ở đây đây. Đây là laptop Dell này. Sạc laptop cho các bác xem này. Tức là cầm cục sạc này đi, sạc được hết các loại các thiết bị luôn. Gần như là full thiết bị khi mà cắm vào cái cục sạc Dell này thì nó có cái chân này. Rồi mình cắm vào đây. Đây, đang chớp này. Đang sạc này. Đó, đang sạc này. Thì dòng sạc nó báo bao nhiêu? Lên đến 30W. À, cái máy em muốn đầy nó sẽ sạc theo kiểu sạc thả nổi. Thì mình dùng á, mình dùng thì nó sẽ sạc. Nghĩa là em để máy cạn hết em sạc ở cái này. Sạc cho máy này đầy dư sức rồi. Đây. Đó, đây. Cặp này phải kích hoạt lên phát. Rồi, đang sạc này. Để coi thêm. Sạc cho máy ra. Đang báo sạc này. Thấy chưa? Ok nha, dùng được nha. Đó, lên đến 4W này. 50W. Đó, thì nó sạc. Đó. Sạc bình thường. Đây là sạc laptop. Sạc cục pin. Sạc laptop các thứ. Ok. Rồi, chúng ta sẽ test tải. Khá dài. Các bác xem test tải đây, test tải này, cổng này nó cho phép là 100W này, tải này đây nhá, đây nó sẽ ra là bao nhiêu, 20V này, các bạn thấy không, 20V rồi, tải này đây, cho 3A đi, chạy này, và tương đương với lại 58W tiếp tục này. 5A là 90W. Thấy chưa? 95W. 95W các bạn nhé. Này. 95W ở đây. Và ở đây thì nó báo là 103W. Thấy chưa? Tức là qua cái dây này truyền tải thì nó giảm xuống, thì ở đây 95W thì ở đây là 103W. Bây giờ tăng lên nữa là tắt này. Ví dụ như bây giờ mình về đây đi. Ở đây 5.1 này. Còn chạy được này. 5.2 này. Là cái này lên 106W này. Thấy chưa? 5.3 này, 5.4 này. Lên này, 5.5 là tắt nha. 5.5 là còn chạy được. Thì ở đây nó báo là 113W này này. Thấy chưa? Cổng này nó báo là 100W mà lên đến 100 như nó được lên 102W thì phải. À 120W thì phải. 59 rồi, hết này. 58 rồi nha. 58 được 120W này, thấy chưa? 119 này. Rồi, em sẽ bỏ sang cái cổng này. Cắm vào cổng này. Cổng này nó lên đến 140, nhưng mà do cái dây sạc này nó không báo được 140. Đấy, nó không hỗ trợ lên 140, nó phải là 28W cơ. Đấy, nên thằng này nó chỉ được đến 100W thôi. Đây. Về 5.5 này. Đấy, vẫn là 100W này. Ok. Đấy, tiếp tục đây nhỉ, cổng này 100W này. Xả này. Sạc laptop này. À, sạc cái này đi. Sạc cái này cho nó ổn định. Sạc này 50W đi này. Thấy chưa? Đây. Thì đây nó đang báo này. Báo đây là ở cái cục pin đang báo âm này.
âm là 100W, thì hiện tại nó đang 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 xả ra. Đây, C1 đây. Cái dây này lại không hỗ trợ được cho cái này nữa, quên. Cái dây này không hỗ trợ được cái dây trắng này, cắm cái này không được. Đó, nhưng mà em đã test rồi là ok, tức là xả là cắm vào cái dây này, cắm sang cái điện thoại á, với lại cắm vào các thiết bị khác là ok, sạc xả liên lúc được, nó ra được tới 240W. Và cổng này vẫn sạc được bình thường, cổng này thì nó vẫn ra ok rồi, cổng này thì nó vẫn ra bình thường. Ví dụ như em đang từ đây em sạc cho thằng này đi, đây cổng này, đây, thằng kia vẫn đang xả nha, vẫn đang xả là 9 mấy W này, vẫn đang ra. Từ đây nó báo là 114W này, cổng này nó báo là 17W này, 17W lên 12V này, đây nó đang báo này, vào này 12V PV, 12V 1.6W thì tương đương với 17W, khá ok nha. Này đấy, tức là cục sạc này nó độc lập hoàn toàn, tức là trong ba cái dây này, trong ba cổng này, cắm cổng nào cũng được, không có, nó không có bị tắt. Giống như ví dụ như các bác xài những cái cục sạc bình thường như này, bác cắm cổng này phát này, mà cắm thêm nữa là nó sẽ tự nó chớp, bác nó tắt cái là nó sạc lại, hoặc là đang sạc thằng cho thiết bị á, mà mình cắm để sạc vô á, tức là mình đang sạc điện thoại mà muốn sạc thêm cái cục này thì nó sẽ ngắt để sạc lại. Nhưng mà thằng này không nha, thằng này các bác đang sạc, đang cho xả thằng này đi, đây đang cho xả này đi, đây. Cho xả là 100W này, thì khi mà mình cắm cái sạc này vô nữa này, cắm sạc này vô này, thì nó sẽ lấy điện của thằng này, nó lấy điện của thằng này để nó sạc cho thằng này, lấy điện thằng này, tức là nó lấy của thằng này 67W để nó bù trừ cho thằng này, là thằng này nó vẫn đang xả cho 100W này, nó bù trừ, tức là nó ví dụ như là nó sẽ lấy của thằng pin là 54W và nó lấy của thằng này, tức là hiện tại đang lấy 100W đây, đúng không, thì nó lấy là của thằng pin lưu trữ này là 50W và lấy của thằng này 50W để cho thằng này tải. Đó, nó là như vậy, do cái dây sạc này chỉ báo được hỗ trợ được có 59W thôi. Ví dụ như cái dây này nó lên được 67W thì là 67W nó sẽ dồn về thằng này, nó cho mình tính chẵn là ta 67 là 70W đi, thì thằng này nó sẽ trực tiếp nó truyền cho thằng này 70W và nó lấy thêm của thằng pin này ở trong này 30W nữa. Đấy, nó không có bị gián đoạn gì hết. Rồi tiếp tục mình cắm những cái thiết bị khác vô. Cắm các thiết bị khác vô này. Đó. Thì nó vẫn vậy thôi. Thì nó lấy thêm của thằng pin trong này ra nữa để nó sạc cho thằng này. Chỉ còn thằng này vẫn công suất lúc nào vẫn là cứ là im ở ví dụ như là 67W là 67W, vẫn cứ liên tục vào thằng này. Đấy, để tính cho nó dễ tính thì cho nó dễ, thì thằng này 50W này. Lấy vào thằng này 50W, ra thằng này 100W thì nó sẽ lấy của thằng này ở trong cục pin này là 50W và tiếp tục ra thằng này 20W nữa thì nó lấy thêm cục pin này nữa là 20W nữa là 70W. Đấy. Còn ví dụ như ở cái cục sạc để dư là tổng thiệt hại giữa hai thằng này là 100W này. Đang xả là 100W này. Và thằng này 20W là 102W, mà cục sạc bây giờ em cắm cục sạc 150W rồi thì nó sẽ dư 30W lại sạc tiếp vào pin, nó y như kiểu bộ gọi là hybrid ấy. Đó. Như vậy đó. Thì cái cục sạc này thế đánh giá là khá là hay, tức là các tính năng cái thứ là đầy đủ các tính năng luôn, là để cho anh em hỗ trợ kỹ thuật là đi đâu là đủ hết luôn, check in các thứ, là có nghĩa là bây giờ cầm cục sạc này các bác có thể đi làm đủ các thứ, sạc iPhone, iPad, laptop các thứ là đủ cái tính năng. Đó, như cái này thì nó không hỗ trợ PV. Đó, nhưng nó ra được đến 25W này. Và nó ra tới 12V này. Đấy, cổng này, còn những cổng này là 100W và 140W. Cổng này là hỗ trợ đến 10A. Đấy. Và bây giờ sẽ cùng tháo ra cho các bác xem bên trong cái này có những cái gì nhá. Mà giá thành đắt như thế. Thì các tính năng này sạc thì em đã test hết rồi, nói chung là hỗ trợ đúng như là nhà sản xuất đưa ra. Thì bây giờ sẽ cùng tháo ra này. Cái này nó hay hơn các loại sạc ở trên thị trường á, là nó có quạt nha các bác. Khi mà sạc ở cái dòng 100W á, thì cực kỳ là nó nóng nha các bác. Thế nên nó lại thiết kế cho cái quạt tỏa nhiệt là khá là hay nha các bác. Đấy, em này đánh giá cao về cái sản phẩm này. Đây, tháo này đây cho các bác.
xem nội thất bên trong. Đây, làm video rèn nên là cho các xem nó lại đấy. Pin em sử dụng là pin Samsung Sony VTC6. Được chưa? Xem nội thất này. Đáng mua hay không nhỉ? Quạt gió này, khi mà nhiệt độ nó lên đến 50 độ C, tức là mình xả một lúc nữa là nó nóng, thì cái quạt gió nó sẽ quay. Quạt gió này sẽ quay. Đấy, thì bây giờ em sẽ cùng tháo luôn thêm cho các bạn xem ở cái này. Ở đây nó có cái dây ấy nha, thì từ từ em phải cho nó tháo vẫn ra đi. Video làm hơi dài, các bác cố ý xem cho đến cuối. Đây, rút hết ra. Ở đây cái màn hình này, nó có một cái dây cáp này. Và cẩn thận này, đắt cái dây cáp này là xong luôn đấy. Này, dây cáp nó truyền lên màn hình này. Đấy, cái mạch nó này. Đây, cái mạch nó nhìn hầm hố này các bác thấy không? Mạch nó này. Cực kỳ là chất lượng nha, mạch hai tầng luôn nha, tầng trên tầng dưới này. Đó, chip chiếc cái thứ này. Pin này, pin thì ở đây nó sẽ có cái cảm biến này. Cảm biến hai cái cảm biến quạt đây. Tháo luôn cục pin cho các bác xem luôn này. Nhưng ngại tại vì đang làm video thì bình thường mình tháo kỹ thuật kia thì nó ấy, còn đi tháo liền trong video thì hơi đấy thôi. Đây, đây một cái cảm biến nhiệt độ này, quạt này. Đấy, nó hay cái chỗ là các bác thay pin được chưa. Đây, cảm biến nhiệt độ này, cảm biến nhiệt độ này. 5 sao pin. Thế thì bây giờ em sẽ cùng cho các bác xem là vấn đề là nó hay ở cái gì. Hay ở cái là cái cục pin này các bác mua về chỉ việc ráp vào thôi, không cần phải hàn bằng cái máy này. Không như các cục sạc khác, đây những cái box này em đang mới sưu tầm được cái box này 100W, em sẽ làm video sau. Phải hàn nhé. Còn thằng này là không phải hàn. Chỉ việc mua pin về đây như cục pin này là chỉ việc ráp vào là chạy. Cục này 5.000 ráp vô là được 5.000. Cục này 4.000 ráp vô được 4.000 thì ví dụ như cục pin nó còn dung lượng bao nhiêu, trình cái box này báo chi tiết dung lượng các thứ của nó, chỉ thiếu mỗi là không báo nội trở pin được thôi chứ còn báo đầy đủ các thứ. Và các bác ráp thì lại dễ ráp quá, tức là đậy do em tháo ra thôi, chứ bình thường các bác chỉ cần để một cái mặt này thôi thì mình chỉ việc ráp của pin này thôi để úp cái mặt kia vào cái xong, không cần phải làm gì hết. Còn đây em tháo cho các bác xem thì là mặt này quá là ok này, quạt chiếc này. Thì chưa đáng đồng tiền không các bác, nó khác nhiều nhé, giá là 1.000.000 thì nó khác nhiều với lại những cái sản phẩm này. Này cuộn chở nó này to đùng như này các bác. Đấy, nó chỉ có mỗi cái dở cái là thế này, là cái sạc này mình khi mình sử dụng ấy, cái nút nữa để đằng sau, là mỗi lần làm gì thì phải bấm đằng sau nó mới lên được đấy, nên là nó không tự động, nó chỉ có ví dụ cắm sạc thì nhận sạc thôi, nhưng lại không báo màn hình đấy. Muốn để xem chi tiết màn hình thì phải bấm, nhưng bù được cái là độc lập hoàn toàn, tức là các cổng nó hoạt động không liên quan đến nhau, các bác cứ bấm là cứ cắm là chạy. Chỉ có duy nhất một cổng này, cái cổng một này thì nhiều lúc nó sẽ nghỉ. Nếu màn hình mở thì nó sẽ hai cổng này liên tục nó sẽ ra điện, cắm ra điện. Còn thằng này nó sẽ nghỉ là để nó biết, ví dụ như mình cắm để sạc á thì nó nhận, còn muốn để xuất điện ra thì mình kích nó phát nó sẽ ra điện. Đấy, thì cục sạc này em đánh giá là sử dụng là khá ok. Đến hôm nay em sử dụng cũng được hôm nay là ngày 25 rồi đó, và đến hôm nay là sử dụng khá ổn rồi đó. Để sử dụng nhu cầu là chế cháo, tức là đi công trình là em cầm thêm những cái mỏ hàn này, cắm điện từ đây kích lên 12V là để hàn hết cái luôn. Rồi đi công trình chỉ cần cầm mỗi cái cục sạc 5S thôi, như này sạc 5S như này thôi, với cục này là để sạc laptop này, sạc hết các thiết bị. Cầm một sợi dây xi này như này, rồi mình đoàn cũng như là cầm dây xi này, rồi cầm những cái dây chuyển đổi như này, rắc chuyển đổi như này, nó gọn này. Đó, cục sạc này và một cái dây này thôi. Con rắc sẽ chuyển đổi cho iPhone, thì chuyển đổi cho Micro này. Đấy, là sạc được hết các thiết bị di động hiện tại, laptop các thứ đều được, máy khoan, máy hiếc đều được luôn. Đấy, thì video muốn quay chi tiết cho các bác xem về này. Nói chung là đánh giá cái này là đáng mua. Nói chung để mà so với những cái
hàng mà hàng chế như thế này, như cái này thì 100W này, em sẽ làm video sau. Nhưng mà để xoa ra thì cái mạch này nó không thể bằng này được, nó rẻ mà. Cái này có em mua có 350 thôi, cái bóc này mà chẳng này nó đến 1 triệu mấy thì các biết đấy. Đây thì video muốn quay chi tiết cho bác xem cái bóc sạc dự phòng như vậy ạ. Quá là chi tiết luôn nha. Đấy, chỉ việc đấy, để các bác chỉ việc đưa pin vào ráp thôi, pin không cần phải cân gì hết, tự động cái này nó sẽ cân pin cho mình. Thế rồi, okay. Rồi đây, cứ đúng đầu là ráp thôi, đúng đầu là ráp. Siết lại các đầu này rồi, siết lại này rồi. Bật nguồn nào lên, ok chưa? Đây sẽ báo hết những cái thông số kỹ thuật ở đây, được chưa? Ở trong này nó hay chỗ đó, đó là nó sẽ báo rồi bác các dùng bao nhiêu, nó sẽ báo chu kỳ sạc xả của cái cục pin này đó. Rồi lắp vào thôi. Đây thì video muốn quay chi tiết cho các bác xem vậy. Rồi video xin kết thúc đây. Một lần nữa Hiền Trần xin cảm ơn các bác đã coi video này. Nếu thấy hay để chia sẻ với người thân bạn bè cùng xem, đăng ký kênh sẽ làm video chia sẻ thêm. Vâng, xin chào, gặp lại các video tiếp theo.